chào cô chú chị và các bạn quay trở lại kênh Ngọc Linh Vlog cuộc sống dân dã. Thì buổi chiều nay thì Linh với anh hai đi đặt mấy cái bẫy bìm bẹp, đi kiếm bìm bẹp về mình nướng ăn các bạn. Thì cũng khá lâu rồi thì cũng chưa ăn bìm bẹp. Điểm hôm nay đặt bìm bẹp thì ở bên kia sông. Thì giờ Linh với anh hai bơi xuồng qua bên kia cho mình đặt bẫy. Thì giờ mình đặt thì sáng mai thì mình đi thăm các bạn. Thì cũng là đặt cái bẫy của anh em mình làm. Thì cái này là bẫy của truyền thống các bạn. Và bây giờ anh em mình bay xuống qua bên kia. Trời cũng vừa mưa xong các bạn, mưa ướt hết trơn. Vậy là chiều thì mình đi kiếm điểm mình đặt. Đặt thì sáng mai mình chưa phản tới 9 giờ nắng lên nó đi ăn á, là mình đi thăm. Ở quê mình mưa xong thấy cảnh vật nó buồn quá các bạn. Thì điểm ở đây là cũng là cặp ven sông. Ở đây có cây bần với cây bạch đằng. Ở đây là cũng ít người ta ở các bạn. Bìm bẹp ở đây thì rất là nhiều luôn. Mưa xong rồi thì mình đặt ra. Mình đặt sáng sớm mà nắng lên nó đi ăn dữ lắm. Hôm nay thì mình đi gài 3 cần các bạn. Thì có cậu của Linh lại nhà chơi. Thì hôm nay mà anh em mình đi gài kiếm con hai con thì nướng hay là làm gì cho cậu ăn các bạn. Cái này là món đặc sản nha. Rồi giờ mình tiến hành mình đặt một cái bẫy chỗ này. Nghe cái mùi lá quá chứ ngon. Có cái mương nè, cũng hay kích cho mấy cái mương đó đó. Cái này cậu nướng nó ăn nó mềm hơn chiên nó dai lắm. Nướng ừ, bốn chưa cái gì nó lên chiên nấu chiên bốn ơi. Cái chỗ cái lỗ này có lý nè, sáng nay mình thăm là có lý vô cái điểm này nè. Cái này có cỏ sẵn luôn nè, mà phải gào mới được. Gào hiu lắm. Cái này bạn nào mà muốn gài số lượng nhiều thì mình làm khoảng chừng chục 20 cân mình đi gài. Mà chỉ mà tốn trứng dữ lắm à. Xài trứng vịt lạc bên đó, đừng có thối, nó hay lắm. Mình gài trứng thối mình có thử mấy lần rồi. Gài trứng thối giờ mà nó nhìn thôi nó không ăn. Nó hay lắm. Trứng vịt trong như đó mà nó xuống nó ăn. Khu vực ở đây thì toàn là lùm bụi thật các bạn. Mấy cái chỗ này bị bẹp nó ở là thầy luôn. Mình gài chỗ này một cần bẫy rồi mình đi qua bên kia. Thì bên kia mình gài thêm hai cần nữa là được 3 cần. Này mình làm chỉ là gài đủ ăn thôi. Kiếm hai con. Thank you.
cái trứng này lủng lỗ mua dập hôm qua hả? Mua trứng vịt dập cho nó rẻ tiền. Chưa đâu, phải gào kỹ lắm, mấy con này nó hay lắm, mình phải gào cho nó kỹ vô cho nó điếm lắm á. Cái này cây bình linh phải không? Mình nhúc cho tao sao chừng nào mình đạp cái bàn đạp á, cái giò nó mới bút lên thôi. Cái này gió cũng không sao, nó mà sợ mưa nè, mưa nó nhiễu cái hột nó rớt ngay cái giò đạp á là nó sẽ sụp. Cái này trời mưa là mình đi thăm à. Thăm là dài lại chứ không phải nó sụp hết trơn, sáng đói á. Giờ mình hoàn thành được một cái bẫy các bạn. Bây giờ mình tiếp tục mình đi đặt cái bẫy thứ hai. Quá chi ngon, chiên thịt trắng phiếu luôn. Ở trên mình nhìn thấy xuống phóng xuống liền. Bên đây nữa nè, còn cái góc bên đây nè. Dựng đây hả? Rồi, giờ đi bẫy thứ hai. Rồi thì cái bẫy thứ hai này thì mình đặt cái điểm cỏ này nè các bạn. Hồi nãy mình đi ngang mình thấy nó ăn ở chỗ này, nó bay lên nè. Nướng thì ngon lắm, nướng nó mềm hơn mình chiên, nó hay kích kích cho mấy cái lùm lùm nó ăn, nó ít cơ ra trống. Nãy lại bay đến sát đây luôn hả? Chạy 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 chắc nó rượt con gì á. Mấy coi có nó làm ổ bên đây không? Bên đây sóc nhóc luôn á cậu. Gai á, mình lấy lòng mình gai dính á. Sóc. Cái này thì nó cũng giống như cái bẫy cò ke mình vậy, nhưng mà nó hay hơn. Bẫy cò ke của mình thì đi phải vướng cái đầu nó mới dính thôi, vướng cái giò đi ngang nó vướng rồi nó mới dính thôi. Nó cái khả năng nó xảy nhiều hơn cái loại này. Cái này là chỉ đạp cái giò vô là khả năng nó dính nhiều hơn các bạn. Không êm hả? Cảm sát vô chút. Đất ở đây nè, đất này nó phập phiu. Cỏ mà trồng như cây mía hả? Cỏ này giờ già thì chỉ chặt ra trồng thôi chứ ăn gì nổi lắm mà ăn. Rồi,
mấy cái gốc cỏ hả? Quá trời mấy con muỗi đen. Mưa xuống chút ướt cỏ muỗi quá trời muỗi. Sạch chân luôn. Rồi, vậy là mình hoàn thành cũng được cái bẫy thứ hai các bạn. Giờ còn một cái nữa, mình đi kiếm tại điểm nào mà chắc ăn cái mình gài. Vào cái giờ mình về nhà mình ngủ tới sáng, chưa cái là mình qua mình thăm. Rồi giờ thì cái bẫy thứ ba thì mình đặt điểm này nè các bạn. Điểm này cũng ngon quá, cái chỗ điểm cũ hôm trước mình có gà dính một con á, là ngay điểm này luôn. Chỗ này nó trống, ở trên nó nhìn xuống nó thấy rõ hơn. Rồi giờ mình gài cái bẫy này xong rồi sáng mai mình đi thăm coi cái điểm cũ chỗ này coi nó có dính lợn không bạn. Cái điểm này điểm tâm đắc à, cái sông bé ngon luôn. Hồi cái trang thì đẹp lắm, tới trời mưa gió nó bay trơn. Rồi giờ mình đi về các bạn ơi, giờ cũng đã hoàn thành ba cái bẫy rồi, giờ mình đi về, sáng mai thì mình đi thăm, thì các bạn cùng với Linh đi thăm bẫy. Rồi thì giờ cũng trời sáng rồi các bạn, thì hai anh em mình đi thăm mấy cái bẫy bìm bìm. Qua wow. Dính là dính con rồi các bạn ơi, dính con rồi, anh đang bay đó, đi lại xa xa là thấy nó bay dính rồi, quá chi đã rồi. Cái này nó mới dính rồi, chắc nó mới vừa ăn dính nè. Qua wow. Bự ghê luôn, bìm bìm bà cũng là cái chỗ này. Video trước Linh có gà dính chỗ này nè các bạn, thì cũng cái điểm này luôn. Bắt hai con rồi. Bắt hai con rồi. Cái điểm chỗ này là dính được hai con rồi đó các bạn. Nó đâu có ăn được cái trứng đâu, mới vừa vô là bị lụm liền rồi. Coi mình bịp rồi. Wow, đã nó bịp bà. Cần kiếm đến sau nữa để mình đi thăm coi nó sao, biết nó còn nó có bật không nữa. Bẫy huyền thoại nha các bạn, bẫy này lợi hại lắm à. Bẫy này mình gài kiếm ăn đâu được. Rồi giờ mình đi thăm cái hai cái kia luôn các bạn. Qua sáng ngày mặt trời chói quá, cắn hả? Trong bụi cỏ này cũng ngon lắm á, mà sớm quá không biết nó có ăn không. Còn không? Còn cần chỗ nào nữa đâu quên rồi. Ở đầu kia cái cần này thì còn các bạn, nó chưa có xuống ăn. Giờ mình đi thêm một cần nữa, một cần này mình gài ở cái đầu kia. Hy vọng cần này dính thêm con nữa đi các bạn.
hai con cho nó có mồi nhiều một chút. Tại mình gài ít à, gài có 3 cân à. Nên mình thấy gài nhiều lần mình đi kiếm ăn được. Còn không? Tuần này chưa ăn luôn hả? Xuống thăm coi coi nó còn mồi màng không? Sớm quá, nhiều khi sớm quá nó chưa xuống ăn kịp các bạn. Bữa này ngon quá. Còn mồi nữa các bạn. Chưa xuống ăn rồi thì tiếp tục mình dính một con nữa, quá chi đã. Rồi thì thành quả hôm nay thì mình đi thăm buổi sáng thì 3 cực 7 thì dính cũng được một con mình đẹp các bạn, thì vậy là quá ngon rồi. Thì để chưa chụp về coi anh em mình đi thăm thêm coi có dính thêm con nào không. Thì Linh cũng cảm ơn cô chú chị và bạn đã theo dõi video của Linh. Linh xin hẹn cô chú chị và bạn trong video kế tiếp. Linh cảm ơn các bạn. Thì nếu các bạn nào chưa đăng ký kênh của Linh thì hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi video mới nhất. Linh chân thành cảm ơn các bạn.